Theo báo cáo nhanh của huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6, đất đá từ ta luy dương đã sạt lở, vùi lấp căn nhà của ông Nông Văn Trờ tại thôn Khổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nẵm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 5 người, nhưng chỉ có 1 người thoát được ra ngoài. 4 người bị vùi lấp, gồm ông Nông Văn Trờ sinh năm 1983, bà Hoàng Thị Thờ sinh năm 1981, vợ ông Trờ, chị Ngô Thị Mờ sinh năm 2006, con dâu ông Trờ, và một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi chưa khai sinh, con chị Mờ. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn đã tới hiện trường, chỉ đạo các đơn vị và lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình. Đến 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã tìm được 4 thi thể bị vùi lấp. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc xác định do những ngày qua trên địa bàn huyện Bắc Nẵm có mưa lớn kéo dài, đất đá từ ta luy phía sau nhà đã trượt xuống và đẩy căn nhà bằng gỗ ra rìa đường và vùi lấp phần lớn công trình.